Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Shadow Chat. Trong thế giới anime ngập tràn màu sắc, chúng ta bắt gặp được rất là nhiều loại DR khác nhau. Rồi, anh em tự biết là tôi sẽ không bao giờ nói kiểu đó đúng không? Trong lúc lướt lại mấy cái video cũ thì tôi đã bắt gặp cái comment của một bạn hỏi về là có bao nhiêu loại DR ở trong anime. Ngoại trừ việc đây chỉ là cái nick clone của tôi lập ra để tự huyễn rằng là có người quan tâm đến cái vấn đề này để tôi có thể làm video, thì tôi nghĩ đây là một chủ đề hay để chúng ta có thể làm. Trong khi đi tìm kiếm thông tin cũng như là xem một vài kênh ở Việt Nam làm về chủ đề này thì kiểu nó cứ kiểu bị thiếu thiếu cái gì ấy. Ví dụ như là kênh Vũ trụ Anime thì có tới tận 14 nhưng mà vẫn còn thiếu khá là nhiều. Còn Way to Way Anime thì chúng ta cũng không cần phải nói gì nhiều đúng không? Trong anime, những crew Dere Girl thường được xây dựng hình ảnh như một cô gái có bộ mặt vô cảm, bất kể dù là men chính. Vậy nên là tôi đã bỏ thời gian ra để đi tìm hiểu và video này sẽ là tổng hợp tất cả các loại DRE mà các bạn có thể tìm thấy trong anime. Video này tôi chỉ nói về những đặc điểm nhận dạng của những DRE đấy thôi, chứ tôi không có nói về kiểu như là ý nghĩa cái tên, xuất xứ hay là đi vào chi tiết kiểu nếu mà tôi viết mấy cái đấy ra. Nói chung là cái video này sẽ dài như là cái sớ táo quân mất. Vậy nên là cái video này thì sẽ cho các bạn thấy được rằng là có nhiều loại DRE mà tôi nói thật là tôi cũng đéo nghĩ là nó tồn tại luôn ấy. Đầu tiên thì tất nhiên rồi, Classic Tsundere. Tsundere là một cái dạng nhân vật mà ngoài lạnh trong nóng ấy, tức là kiểu bên ngoài thì tỏ ra rất là ghét bạn nhưng mà bên trong thì lại yêu thương và lo lắng cho bạn một cách say đắm. Ngoài đời thì chúng nó đéo có chuyện đó đâu, đa phần là chúng nó ghét bạn thật thôi, nhưng mà các bạn hiểu ý tôi mà đúng không? Tiếp theo là Kudere, là một loại nhân vật rất là lạnh lùng và thường sẽ không để lộ cái cảm xúc thật của mình ra bên ngoài. Nói chung là kiểu rất là bố đời ấy. Ví dụ như là Origami này, Siro này, Khánh này hay là Hồ Quang Hiếu này, dù có tính cách khá là lạnh lùng nhưng mà họ sẽ càng thể hiện ra cái bản tính Dere của mình khi ở bên cạnh Men chính. Một dạng khác của Kudere là Kodere, kiểu cũng kiểu lạnh lùng lạnh giá như là Kudere nhưng mà Kodere lại thường không dính vào mấy câu chuyện tình cảm. Tiếp theo là Dandere, đây là dạng nhân vật khá là trầm tính và ít nói. Đừng nhầm Dandere với cả Kudere nhé, vì Dandere về cơ bản là họ rất là ngại ngùng khi tiếp xúc với người khác khiến cho họ trở nên ít nói, còn Kudere là kiểu bố mày đéo quan tâm sự đời. Nói về ngại ngùng thì chúng ta có cả Hachidere, là một dạng nhân vật mà chỉ lo lắng và ngại ngùng khi ở bên cạnh người họ yêu. Hầu như ai chả ngại ngùng trước người mình yêu đúng không? Nhưng mà đó là một dạng Dere đấy, ai biết à. Ta còn có cả Hinedere, nói chung là cũng kiểu lạnh lùng như là Kudere, nhưng mà Hinedere thường hay sử dụng những cái lời lẽ rất là cay độc để làm tổn thương người khác, nhưng mà ẩn sâu bên trong đấy là một trái tim mềm mỏng và đa cảm. Một dạng dễ nhận biết hơn là Yandere, để mà mô tả thì họ giống như là mấy cái bà đi đánh ghen á, nhưng mà ở level cao hơn, họ sẽ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì người họ yêu, thậm chí là giết người. Lúc đầu thì rất là dễ thương, nhưng mà nếu bạn dám lừa dối một Yandere thì bạn sẽ biết rằng là cái dao của họ cũng rất là dễ thương nữa. Ví dụ cho Yandere thì chúng ta có Yunogasai. Tiếp theo chúng ta có Himedere và Ojidere. Đây là dạng nhân vật mà rất là bề trên, hiểu không? Họ muốn được đối xử một cách quyền quý và thường sẽ không coi nhân vật chính của chúng ta ra cái móng chân gì hết. Himedere là dành cho nữ, còn Ojidere là dành cho nam. Một ví dụ đơn giản đó là Aoyama Mio trong The World of Olino ấy. Con bé này nó rất là nghèo, hiểu không? Nó thực sự rất là nghèo. Nó nghèo y như tôi luôn. Why are we still here? Dù nghèo nhưng mà nó vẫn tỏ ra cái bản chất công chúa của mình, không? Nói chung là sau này con bé này nó cũng sẽ thay đổi rồi, tất nhiên là anime mà. Một dạng Dere khá giống nữa là Ocho Dere, là một cô nàng rất là hiền lành và điềm đạm, hiểu không? Cư xử như là một khí cô thực thụ. Ta có Kami Dere, là một nhân vật nghĩ rằng mình là chúa. Đây. Họ cho rằng tất cả những gì họ nói đều là đúng và những điều sai trái đều xuất phát từ cái xã hội này. Một dạng khá là giống với Kami Dere là Oni Dere. Oni ở đây là quỷ nha, chứ không phải là Oni-chan đâu. How to say Oni-chan Abaka in Vietnamese? Thằng anh hai ốc chó, 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 chó. Thay vì nghĩ rằng mình là chúa thì họ cho rằng mình là quỷ. Tất nhiên rồi, họ thường sẽ không thể hiện cái tình yêu vì họ nghĩ rằng là một con quỷ thì không có chuyện yêu đương gì đây hết. Nhưng mà các bạn biết mà, kiểu Dere không? Một dạng khá ít người biết đến là Maya Dere. Các bạn thử tưởng tượng kiểu một nhân vật đang ở phe phản diện bằng một cách nào đó, kiểu sức mạnh tình bạn hay là cái gì đó, quyết định
yêu nhân vật chính. Họ không hoàn toàn là chuyển qua phe chính diện, mà họ sẽ chỉ đối xử tốt với người mà mình yêu hoặc là bạn bè của anh, kiểu kiểu vậy thôi. Tiếp theo là Aho hay Bakadere. Thì nói chung là cũng như cái đây đấy, chúng nó rất là ngu. Các bạn còn trông chờ cái gì nữa kìa. Tiếp theo là Bodere. Đây là dạng nhân vật khá là nhút nhát và thường sử dụng bạo lực để che giấu đi cái sự nhút nhát ấy. Giống như là Stundere, nhưng mà thay vì không phải tớ thích cậu hay gì đâu thì nó sẽ đúng vào mặt bạn. Về bạo lực thì chúng ta có cả Sado hay Masodere. Nói chung thì đây là một dạng nhân vật rất là bạo râm ấy. Biết là nghe đến đây là có vài ông đang sướng được không? Biết thừa. Họ thường sẽ sử dụng bạo lực và chơi đùa với cảm xúc của người họ yêu, giống như là người yêu cũ của anh em ấy. Ta còn có cả Kitikudere, là một nhân vật sử dụng bạo lực để tỏ ra nguy hiểm trước mặt người khác. Không phải là họ thích như thế, mà họ muốn che giấu đi cái tính cách thực sự của mình bằng cách làm cho người ta sợ. Thì đấy, tôi cũng chả biết nữa. Nói về bạo lực thì tôi cũng biết là có liên quan gì hay không, nhưng mà chúng ta có cả Bokchandere, là một dere kiểu liên quan đến Yakuza hay là Mafia ấy. Kiểu Kowi. Cái này nó khá là kỳ lạ, nhưng mà Nyandere và Inudere. Nyandere là một nhân vật có những cái đặc điểm giống như mèo, như kiểu đuôi mèo, tai mèo, hay là dùng Nyan ở cuối câu. Inudere thì nó cũng giống như thế, nhưng mà đối với chó ấy. Tại sao này nó lại tồn tại nhờ? Còn một dạng nữa, tuy không phải là chó hay mèo, nhưng Shindere là một nhân vật kiểu họ đã chết rồi nhưng mà họ trở thành ma ấy. Tiếp theo là Sunere, một nhân vật rất là buồn chán, rất là chán nản, họ thường chỉ dụ mở lòng với người yêu thôi. Chúng ta còn có cả Utsunere, nói chung cũng buồn chán giống như là Sunere, nhưng mà Utsunere thường sẽ có một lý do chính đáng nào đó để chán nản, còn cái thằng Sunere thì là do cái bản chất của nó là như thế. Nói về chán nản thì chúng ta có cả Darudere, là một nhân vật mà kiểu lúc nào cũng rất là chán nản, lúc nào cũng rất là mệt nhé, kiểu đéo quan tâm sự đời, thậm chí là người mình yêu luôn. Ta còn có cả Nemudere, là một nhân vật mà dành rất là nhiều thời gian ra đây mà ngủ. Đúng vậy, giống như bạn học online ấy. Nói về chán nhiều rồi, chúng ta nói về cái gì đó tích cực đi ha. Tiếp theo chúng ta có Undere, một nhân vật mà sẽ đồng ý với tất cả những cái gì mà người mình yêu nói, không quan tâm nó là cái gì cả, mục đích là để thân thiết hơn với người mình yêu. Chúng ta có cả Deredere, là một nhân vật sống rất là tích cực, vui vẻ, hòa đồng với tất cả các thứ. Đừng nhầm Deredere với Undere, vì Undere chỉ tập trung vào một người duy nhất, còn Deredere là tốt với tất cả mọi người xung quanh luôn. Nói về tình yêu thì chúng ta có cả Megadere, đơn giản là họ mù quáng trong tình yêu ấy, kiểu Mega hiểu không? Kiểu tình yêu to bự ấy. Usonere là một dạng khá là ít người biết đến. Một nhân vật là Usonere sẽ sẵn sàng lừa dối hay dùng tất cả những cái thủ đoạn để đạt được cái người mình yêu. Nói về yêu cực kỳ sâu đậm ấy, thì chúng ta có cả Kekkonere. Khi mà cái nhân vật này gặp được cái người mà họ yêu ấy, thì họ sẽ lên kế hoạch tất cả các thứ để đám cưới với người ấy cho bằng được luôn. Kiểu thôi 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 anh ơi, yêu đương cái đéo gì, cưới luôn đi anh ơi. Nghe khá là lạ, nhưng mà chúng ta có cả Yotadere, một kiểu nhân vật mà hay say xỉn ấy. Còn có cả Kanedere nhá. Nếu mà các bạn nghĩ rằng cái thằng Jeff vì 500k mà nhảy Chikaden và nhảy Red Down chỉ vì 700k nó là ham tiền rồi ấy, thì các bạn chưa biết đến Kanedere. Đây là dạng nhân vật cực kỳ mê tiền, hiểu không? Không quan tâm bạn là cái thằng nào trên cái cõi đời này, hiểu không? Họ sẽ không hứng thú với bạn nếu bạn không có tiền, hiểu không? Có tiền thì chơi, không tiền thì cút. tôi xin lỗi. Một vài cái tên mà hầu như các bạn chưa nghe qua bao giờ, ví dụ như là Hiyakasu Dere, là một dạng Dere có tính cách khá là cợt nhã, kiểu rất là thích chiêu chọc cái người mà mình thích bằng những câu tả thính nó hết sức là chuyên nghiệp, hiểu không? Ero Dere, nói chung là tôi cũng chẳng cần giải thích gì nhiều đúng không? Ero, hiểu không? Kiểu rất là biến thái. Khá là giống với Hiyakasu Dere, nhưng mà Ero Dere thường sẽ bạo hơn và nói những cái vấn đề rất là văn hóa. Khá là kỳ lạ, nhưng mà chúng ta có cả Bioki Dere. Đây là những cô nàng rất là đáng yêu, rất là tốt bụng, nhưng mà thường sẽ mắc một cái chứng bệnh nan y gì đấy. Kiểu tôi không biết, kiểu các bạn xem hai bộ này chưa? Go Dere cũng là một dạng Dere khá là thú vị. Một Go Dere sẽ sẵn sàng làm mọi thứ cho chủ nhân hay người mà họ yêu. Tôi nhấn mạnh là tất cả mọi thứ nhé. Nhưng cái vấn đề là họ sẽ không làm theo yêu cầu một cách bình thường, mà họ sẽ quyết định cái người mình yêu muốn cái gì luôn. Kiểu bạn bảo là bạn muốn ăn thịt bò chẳng hạn, thì Go Dere sẽ cố gắng đem cả con bò đến cho bạn luôn. Bạn hiểu với tôi mà đúng không? Kichidere là một dạng nhân vật mà có hai mặt ấy. Kiểu một mặt thì rất là điên, rất là kỳ cục, nhưng mà đó là đối với người khác thôi, còn đối với cái người họ yêu thì họ sẽ tỏ ra ngọt ngào và đáng yêu. Cuối cùng thì nếu các bạn nghĩ Yandere đã là ghê gớm ấy,
Gà. Thế là các bạn chưa nghe qua Dororere rồi. Đây là một cái nhãn nhân vật mà thường sẽ tỏ ra rất là tốt bụng và đáng yêu ở bên ngoài, nhưng mà sâu bên trong lại mang một cái nỗi hận thù hay là một cái cảm xúc rất là xấu xa với người khác hoặc đối với chính cái người mà họ yêu luôn. Họ lúc nào cũng sẽ hành động ở phía sau nên rất là khó để nhìn ra như Yandere cố gắng đè bẹp đối phương hay bất kỳ một cái vật cản đường nào, kể cả đó là người mà họ yêu luôn. Ban đầu thì họ tỏ ra dễ thương để che giấu đi ký định thực sự của mình. Nói là nguy hiểm hơn Yandere vì Yandere ít ra là họ còn bảo vệ cái người mình yêu nếu mà người nói chung thủy ấy. Kiểu nhìn vào là biết nó là Yandere rồi. Nhưng Dororere thì khó nhận biết hơn và thậm chí là nó sẽ khử luôn cái người mình yêu vì mục đích cá nhân, khiến đây trở thành cái loại Dere nguy hiểm nhất. Trước tiên thì cảm ơn bạn Sarah Ito vì tấm phản án nha, ngầu đét luôn. Nói thật thì tôi cũng chả biết là những cái kiến thức ở đây nó có giúp gì cho các bạn được hay không. Tôi thấy nó vô bổ. Đấy thì đó là tất cả các dạng Dere có ở trong anime. Trước khi làm video này thì tôi cũng không nghĩ rằng là nó có nhiều để như thế đâu ấy. Mà mẹ nhức cái đầu thiệt chứ. Những cái này thì anh em biết cũng được, không biết cũng chả sao, vì kiểu coi xong cái video này anh em cũng quên bố thôi. Nhưng mà tôi muốn cho anh em biết là trong anime có rất nhiều loại Dere khác nhau mà anh em mình còn không hề biết là nó tồn tại ấy. Và đoạn cuối này tôi sẽ nói ít lại để mà đỡ phải edit tại vì tôi lười phải.